Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Vì Trẻ Em. Thưa quý vị, như chúng tôi đã phản ánh trong chương trình Vì Trẻ Em tuần trước, hiện đang tồn tại rất nhiều khu vui chơi gây mất an toàn đối với trẻ nhỏ. Đã có không ít những vụ tai nạn thương tâm xảy ra với trẻ em khi vui chơi. Trách nhiệm này thuộc về ai? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Vì Trẻ Em ngày hôm nay. Chiều mùng 3 Tết năm 2017, nhiều người không khỏi đau xót khi một bé trai 2 tuổi ở Bắc Ninh tử vong vì bị tàu lượn tại khu vui chơi đè lên người. Một cô gái 19 tuổi ở Vũng Tàu phải nhập viện cấp cứu do dây cáp bị đứt. Nguyên nhân của vụ tai nạn là trong khi du khách chơi trò siêu nhún, dây dòng dọc đã tuột khỏi móc treo khiến du khách từ thảm nhún rơi xuống sàn xi măng. Gần đây nhất, ngày 15 tháng 4 năm 2018, tại khu vui chơi giải trí Thanh Thiếu Nhi Đắk Lắk, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, xảy ra vụ tai nạn, hai cháu bé chơi trò vũ trụ bay mini bị đứt dây cáp rơi tự do từ độ cao 4m xuống đất. Điểm chung của các vụ tai nạn này đều là do thiết bị vui chơi không an toàn, không được kiểm định thường xuyên và không có bảo hiểm cho người tham gia chơi. Tình trạng mất an toàn tại các điểm vui chơi cho trẻ em khá phổ biến. Có hay không sự buông lỏng quản lý của các cơ quan chức năng tại các khu vui chơi dành cho trẻ em? Có cơ quan nào kiểm định không ạ? Hay là mình... Cái này thì cần gì phải kiểm định, hỏng cái motor đã làm cái motor, mua cái motor mới là xong. Dây cô ra giá mua cái dây cô ra thế thôi. Có cái gì đâu để mà kiểm định. Chứ mình không có các cái cơ quan đến thẩm định về an toàn những đồ chơi này à? Cái này không đâu. Nhưng mà cần gì phải những cái cơ quan để thêm tốn nữa. Những trò chơi này thì bao nhiêu lâu mình kiểm định một lần ạ? Kiểm định đấy thì anh không làm rõ đâu. Khi của anh thẩm định báo cáo thay cái đấy thì các tổng đốc hoặc là dự đoán sẽ làm được cái đấy. Còn thay hoặc là anh tự sửa đấy. Hỏng thì sửa, cũ quá thì vứt đi thay mới, không cần thiết phải kiểm định là những câu trả lời của các chủ đầu tư khu vui chơi cho trẻ em. Chẳng có gì đảm bảo cho sự an toàn của trẻ em ở những khu vui chơi như thế. Chỉ tới khi những tai nạn xảy ra đối với trẻ em thì đã quá muộn. Đứng về góc độ khoa học kỹ thuật, cái gì nó cũng có tiêu chuẩn. Mà nó là tiêu chuẩn thì phải là có kiểm định, đánh giá. Và bảo hành sửa chữa phải có chuyên môn. Còn chúng ta là tùy là do kinh phí không có, ta tạm gọi là sửa chữa tạm, thì nó sẽ dẫn đến một là không an toàn, thứ hai là thiết bị nó càng ngày càng không an toàn. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết hiện mới có 3 hạng mục trò chơi mạo hiểm tại các khu vui chơi công cộng là tàu lượn siêu tốc, cáp treo và hệ thống máng trượt được đưa vào danh mục tiêu chuẩn kiểm định các thiết bị vui chơi trẻ em. Còn những thiết bị có nguy cơ mất an toàn khác lại chưa hề có tiêu chuẩn đánh giá. Đối với cả những cái thiết bị nó xuống cấp thì có cái việc mà nhắc nhở. Thực tế, cơ quan quản lý đánh giá đồng bộ mức độ an toàn, chất lượng của những khu vui chơi đang tồn tại lỗ hổng lớn về mặt pháp lý. Chưa có bất kỳ văn bản pháp lý quy định, rồi trách nhiệm này thuộc về cơ quan, bộ, ngành nào. Thế nhưng, một điều hiển nhiên, khi tai nạn thương tâm xảy ra tại các khu vui chơi thì trách nhiệm đầu tiên phải thuộc về chủ đầu tư và chính quyền địa phương. Cần có một ngành chủ quản và xây dựng cơ chế phối hợp giữa các ngành chức năng để kiểm tra, đánh giá toàn diện mức độ an toàn của các khu vui chơi cũng là một gợi ý được Cục An toàn Lao động thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đưa ra. Công trình vui chơi công cộng mà đặc thù dành cho trẻ em, chúng ta phải có quy định rất là cụ thể và yêu cầu cụ thể rõ ràng cho người sử dụng thiết bị cần phải làm gì, và đồng thời là đưa ra những cái chế tài để làm sao là khi đơn vị vận hành thiết bị không thực hiện thì họ chúng ta có cái chế tài và cơ quan thanh tra kiểm tra để giám sát họ. Đầu tư kinh doanh khu vui chơi trẻ em được xem là mảnh đất màu mỡ cho các nhà đầu tư bởi tiềm năng phát triển mạnh, nhu cầu vui chơi giải trí dành cho trẻ em ngày càng cao. Ngày càng có nhiều những khu vui chơi được tư nhân đầu tư theo hình thức xã hội hóa. Đây là một giải pháp tốt để mở rộng không gian vui chơi cho trẻ em. Tuy nhiên, đi liền đó phải là những giải pháp quản lý và kiểm định chất lượng an toàn của các thiết bị vui chơi. Trẻ em là đối tượng với nhiều tính chất đặc thù, nên việc xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá đặc biệt cũng là điều cần thiết. Trách nhiệm này cần được phân công rõ ràng giữa các cơ quan quản lý các khu vui chơi, quản lý thiết bị đồ chơi và chính quyền mỗi địa phương.
Bên cạnh đó, rất cần có cơ chế kiểm tra, giám sát thường xuyên của các cơ quan chức năng.